Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là đây xử lý cái lốp đổ keo, đổ keo ăn vành kìa, cái keo mà này, keo này, đấy, đổ keo tự vá, đấy, nó ăn mép vành đây, vào đây. Đây, nhìn cái mép này, đây là do keo nó bám vào nhé các bạn nhé, bám nó mất ăn ở nhôm. Thì bây giờ mình thay lốp mới, thì mình phải xử lý cho cái này nó nhẵn đi, để làm sao để cho nó nhẵn thì nó không ra hơi, để nó cái vành nó mới bền. Bây giờ mình bắt đầu mình làm đem đi đánh xong rồi dùng cái đây. Hít bụi à? Có lách máy vào kẽ này nhé, này đó, các bạn lách máy thôi, làm ra bánh để cho nhẵn hết cái khu này, đó. Thì nó luôn nó không ra hơi. Đấy, một mặt chưa nhẵn chưa, còn mặt này nữa này. Ôi mọi người cái này dễ lắm, khủng. Tác hại đổ keo.
lên rồi đấy. Các bạn thấy chưa? Nó phải đánh cho nó phải ngắn cái vui như này. Ngắn hết hai bên cái em này này, lách cái máy vào này. Lách cái chổi mút nhá. Chổi mút đoạn đánh lách hết cái này. Còn cái phần ở giữa này, thì rửa bằng nước xà phòng. Đấy. Đánh bàn chải bình thường. Ok chưa? Sau đó mình cái lúc mà đổ keo bị vá thì mình còn để ý cả chân van này xem nó có bị đóng keo, nếu có chân van có ra mình cậy hết đi nhá. Thế bây giờ tôi sẽ rửa đánh hết cái này các bạn xem. Bất ngờ nhá. À, đổ cái đấy vào đã thua đúng không nhỉ? Vâng, ăn hết các bạn luôn. Cái tâm. Cái phần ở giữa thì mình đánh cái bàn chải nó sạch. Sạch nhất. Còn hai bên mép phải đánh thật bóng. Chạy ra hàng là phải thay van nhé. Cho con này mới đổ keo thì nó đeo lại van đấy. Đây là cái Thank you.
bắt đầu các bạn bơm lên 4 cân rồi. Rút ra hết và nó về 3 cân. Các bạn thay lốp xử lý mép vành xong nhá. Các bạn thao tác thành công. Cái lốp